Anh liên lạc lại với thợ xem là đợi có bột đá để nó vào làm một thể nhé. Có bột đá chưa? Anh bảo chưa. Thật ra là cũng không phải là không muốn lấy lên cho anh nhanh. Gọi được mấy ngày hôm nay rồi. Bây giờ là đây cho anh xem video luôn là xe tải người ta là xe người ta đợi là hàng loạt luôn. Cháu Khâm xin kính chào quý cô bác anh chị và tất cả mọi người. Tiếp tục quay trở lại với Nắng Ngoài TV. Hiện tại anh em mình đang có mặt ở A Già, tiếp tục bố trí công việc. Thưa với cô bác anh chị thì là đến ngày hôm nay anh em mình vẫn chưa thể lấy được một cái chuyến bột nữa lên đây. Đấy, video cái bạn lái xe gửi cho anh em mình trực tiếp ở đây là rất là nhiều xe xếp hàng đợi bột. Đấy, có lẽ thì sẽ gửi cho em Khởi để add vào cái video của anh em mình đang quay. Thì là rất là nhiều xe cùng chờ cái chuyến để mà lấy bột. Tuy nhiên thì là không có lấy được các bác. Cái máy nó vừa hỏng và hôm nay chính thức là bắt đầu là mới sửa lại. Nên là anh em mình đợi cái chuyến bột này không biết bao giờ có. Trong cái thời gian này thì cũng chưa sử dụng đến. Và tạm thời là để anh em thợ ốp lát là hoãn lại độ khoảng 1-2 hôm nữa. Đấy, chắc là nếu mà chiều tối nay có thì tốt quá, không thì lại phải lôi sang ngày mai có được bột thì anh em mình mới cho ốp lát cái nền được. Trong ngày hôm nay thì Khâm cũng tiếp tục là cho anh Giàng cho đá vào, cho đất vào. Hiện tại thì anh em có mặt đây thấy là mọi người đang làm ở trong khá là cật lực. Mời cô bác anh chị cùng theo dõi video của cháu Khâm nhé. Yo, chào mấy anh em nhé. Làm từ hôm qua anh? Vâng. Dạ, chào các bác một tí em nè. Chào bác, các chú, các bác. Đây, còn đau đầu, đau chân gì không? Không. Bên anh có bị đau đầu, đau chân thế nào không? Sắp xong rồi đấy nhỉ? Xong. Đấy, cho đá vào này thì nền rất là chắc chắn. Làm từ hôm qua à Giáng? Dạ. Làm từ hôm qua à? Làm hôm qua. Chứng tỏ cái đống đá ngoài kia nó cũng nhiều nhỉ? Vâng. Anh liên lạc lại với thợ xem là đợi có bột đá thì nó vào làm một thể nhé. Vừa nãy nó mới gọi điện là có bột đá chưa, anh bảo là chưa lên. Thật ra là cũng không phải là không muốn lấy lên cho anh nhanh. Gọi được mấy ngày hôm nay rồi. Bây giờ là đây cho anh xem video luôn là xe tải người ta là xe người ta đợi là hàng loạt luôn. Nên là cũng không thể nào mà lấy được. Họ lại tưởng mình là nói dối thôi. Đây xe tải đợi đây. Xe khách này, này xe xếp hàng đợi lấy bột đá. Đấy. Không biết là bao giờ mới đến lượt mình. Cái chỗ khác có không nhỉ? Làm gì lấy được chỗ khác. Cả huyện mới lấy Phương Đông thôi. Không có chỗ nào lấy. Thì xem là nếu mà sớm thì tối nay, muộn thì mai lấy được thì bảo thợ thì nó vào làm, bây giờ chấp nhận nó cả huyện như thế rồi. Vâng. Một cái vướng mắt khá là khó giải quyết mà vậy. Bây giờ chỉ có một công ty duy nhất ở Yên Minh là cung cấp vật liệu xây dựng thôi. Chỗ khác không được lấy, họ pha đá ngoài kia. Đá một thì là có giấy phép mua từ phía công ty thì mới được bán. Hai thì là nếu mà không công ty đấy không mua thì ông khai thác mở đường đấy cũng không được phép bán cho ai khác mà mang đi đổ. Đấy, mang đi tìm đất của dân người ta cho đổ thì đổ đấy. Đấy, nó căng thẳng đến như thế. Bữa trước thì là cũng chỉ vì là các ông chủ thầu dự án thì người ta là có thể là đá khai thác trái phép một tí thì là công trình phải dừng. Bây giờ nó khắt khe đến mức độ như thế mọi người. Chỗ này sao xếp lên đây? Là thừa cứ sự ra ngoài xem nào. Đầu cái rãnh ngoài. Thừa á? Thế này xây cả thể bằng cái tường. Có thừa không? Ở ngoài nó là sản xuất. Bây giờ chỉ giải bột thôi đúng không? Vâng. Không cần cho đất nữa. Vâng. Tưới nước qua một tí. Vâng. Anh ạ. Cho vòi nước mà tưới qua một tí. Cho cái đất đằng trong nó lún một tí.
Tất nhiên là theo mưa gió của 2-3 năm qua thì cái nền này nước cũng vào tương đối nhiều, nhưng mà nó hút nhanh lắm. Nó hút rất là nhanh. Đây là anh em nhà mình. Hàng xóm à. Vợ đâu đây? Vợ nhà này có sức khỏe hơn đấy nhỉ. Chịu khó một tí, sắp xong lốp úp xong cái nền nữa, làm cái nhà bếp nữa thì là mình hoàn thiện rồi. Mọi công việc thì của nhà A Giàng thì túc tắc túc tắc, đúng là chỉ sợ không có kinh phí thôi. Có kinh phí thì mình tiến hành làm cái gì nó cũng dễ các bác. Bữa trước cô bác hỏi Khâm là tại sao Khâm để A Giàng làm cái nền ngoài này cao hơn trong nhà, thì không phải không cao hơn các bác như chị nhé. Trong nhà thì bây giờ là ốp thêm một lượt cho đá vào trong ốp lên thì nó cao như này này. Đấy, so với phần ngoài nó thấp hơn 10 phân các bác, thấp hơn 10 phân. Chứ không phải là bên này cao hơn đằng trong đâu, không cao hơn đâu mọi người. Đấy, sau khi làm hoàn thiện thì phần trong nó sẽ phải là cao hơn phần ngoài. Vâng. Thế cái sổ sách thì cho em xem. Nước sôi à? Đây cái ghế đây ngồi đi. Đây là những cái video trước mà anh em mình có chia sẻ đến các bác, thì là xem là A Giàng thực tế là có đúng vay vốn nhà nước với số tiền kia không. Hiện tại ở đây thì ngân hàng chính sách xã hội, mọi người thấy không? Vì là cái lý do bảo mật và thông tin thì anh em mình cũng sẽ không cung cấp hình ảnh lên, cũng chỉ cung cấp như này cho mọi người thấy thôi. Đấy. Vàng mi Giàng, anh Giàng cái ghế ngồi đi. Ngó qua cái sổ của anh một tí. Đợi khóa. Cái này vay lâu chưa? Hai sổ cơ à? Hai sổ, nó hai sổ. Sao lại hai sổ đấy? Hai sổ. Hai sổ như nhau hay là như khác nhau? Như nhau. Như nhau thôi đúng không? Ừ. Ủy quyền. Quyền cái gì đây? Ủy quyền cho vợ làm gì đây? Nhiều giấy tờ hết nhỉ. Đâu có thấy số tiền vay đâu. Có. Đâu. Đây à, tờ này. Một tờ có. Đúng tờ này. Không phải. Thực ra thì là cũng muốn cho các bác thấy khách quan minh bạch thôi, chứ không phải anh em mình vẽ chuyện ra là nợ này nợ kia. Thực ra là phải có giấy tờ, phải có đây này. Vay từ không có ngày tháng à? 2018. 2018 à? Cho vay 10 năm đúng không? 2028 là phải trả đúng không? Không trả là cũng phải đáo hạn này. 30 triệu. Tiền của các bác thì là nó ghi ở đây 30 triệu đấy. Thực ra là cái này không xác minh thôi, và để cho cô Thanh được biết và quý vị khán giả được biết là cái khoản nợ thì nó là thật, chứ không phải là anh em mình tô vẽ thế này thế kia cho anh Giàng được nhận sự trợ duyên về đâu. Vàng với Giàng đi khám sức khỏe. Hay à, hồi đấy còn đẹp trai đấy. 22 tuổi. Hả? Đúng là 2 tuổi. 22 tuổi á? Bây giờ ba mấy nhỉ? 37 rồi. 22 tuổi, đẹp trai hẳn nha. Cái giấy khám này từ bao giờ đây? 1987, anh sinh 87 thôi mà. 87 năm nay bao nhiêu? 90 thì năm nay là 33, 87 thì là 36. 36. 36, 37 rồi đấy nhờ. Sắp sang 37 rồi đấy. Mấy cái giấy tờ tùy thân này rất là nguy hiểm, nhưng mà anh em mình cho lên màn hình mình cầm xem kiểm tra lại thôi, dẫn chứng lại cho mọi người biết thôi. Mình có phiếu giao dịch, đây là vào giao dịch vào ngày 12 tháng 3 2023. Cái này là giao dịch cái gì đây? Tiền đáo hạn à? Vâng, đáo hạn. Với đáo hạn thì là 3-4 tháng này. À, đáo hạn. Năm phần trăm một năm mọi người ạ. Vay theo cái này là ngân hàng chính sách thì người ta
có cái ưu đãi cho hộ nghèo đúng không? Thì hộ nghèo nó ưu đãi cho. Thì còn nếu mà vay theo lãi suất thông thường ấy thì thường thường nó phải rơi vào độ khoảng 10%, gấp đôi cái của mình này. Thôi làm xong cái ngôi nhà xem tình hình nào, dư giả ra được càng nhiều thì càng tốt. Phương án thì cũng muốn là trả nợ ngân hàng cho dứt đúng không, đỡ đau đầu đúng không? Dứt hay không thì cần phải xem anh em mình làm đến cuối cùng như thế nào. Chính vì vậy mà tất cả mọi cái hoàn cảnh anh em mình sử dụng cái số tiền khá là chi ly đấy, mới được là đến lúc cuối cùng thì mới nó dư ra chẳng hạn. Nếu mà gia đình không gặp khó khăn rồi thì không nói, nhưng mà mình hiện tại là mình đang nợ nần nó gọi là chồng chất. Hai nữa thì là nhà cũng chẳng có cái gì, xong được cái nhà thì theo em nghĩ là như anh chia sẻ cái bước đi là đi lao động kiếm tiền ấy. Em ủng hộ cái phương án đấy nhiều hơn. Chứ còn để mà ở nhà này khó lắm. Đi làm trồng cây ngô cây đậu rồi là kể cả có điều kiện mua con gà con lợn về thì nó cũng không ra được tiền ngay đâu. Mình đi làm thuê cho họ thì ngày được 200 chẳng hạn thì là nó tiền tươi rồi. Cứ đến cuối tháng là người ta thanh toán. Cứ tất nhiên là phải đi chỗ nào nó uy tín, đúng không? Người chủ nào có tâm đi làm cho họ thì xem họ thế nào, họ tốt không. Còn đi làm mà lại bị người ta lừa nữa thì chán lắm. Như anh thì chắc là mấy thông minh như này thì không ai lừa được. Có người bị lừa đấy. Bị lừa? Trước đây thì ai lừa? Tí đó. Lừa một lần. Mày lừa một hai lần? Được, đúng được. Ý là cuối cùng là anh được. Ý là không được hết đúng không? Mười một trăm phần trăm là được 100%. Hiện tại thì có lẽ là cái tiếng đập đá rất là khó chịu. Không biết là các bác xem có bị khó chịu không? Rất mong mọi người thông cảm. Bởi vì hôm nay lên thì là mọi người vẫn cứ phải tiếp tục làm việc thôi. Anh em mình không thể nào mà vì lý do quay video mà gián đoạn mọi người làm công việc thì tự nhiên công việc A Giang sẽ bị chậm. Và lên thì ngoài là thăm cái công việc ra thì có thể chủ động báo cho anh Giảng. Điện thoại anh là hỏng à? Gọi lần nào cũng thấy vào thấy lắp sim sang máy vợ à? Vâng, lắp sim vào máy của cháu, vợ cháu. Vợ cháu á? Vâng, thế này. Toàn thấy nghe thấy là vợ của anh nói chuyện thôi. Vợ của cháu. Nên là sợ anh sốt ruột, bởi vì em còn sốt ruột hơn anh. Gọi bột được 3 ngày rồi. Đấy, gọi bột được 3 ngày rồi, đến ngày hôm nay vẫn chưa có. Nên là mình đã bị chậm tiến độ đi các bác. Cái này là cái lý do khách quan thôi. Không phải lý do này thì chắc là các bác tạm chấp nhận được. Bởi vì là cả hiện chỉ có một công ty là cung cấp vật liệu. Mà hiện tại máy móc nó hỏng. Nhưng mà hôm nay nó hoạt động lại rồi. Tuy nhiên thì là anh xem là cả một dàn xe nó xếp hàng ở đấy. Thì chưa biết bao giờ đến lượt mình. Chính vì vậy mà chấp nhận là đợi thôi. Đợi thôi, không biết làm gì khác rồi. Muốn nhanh nhưng mà có những cái lý do nó khách quan như thế anh em rất là khó, thì cũng phải lấy lên hình là thông tin với quý nhà hảo tâm và với khán giả được biết, chứ không phải là anh em mình là làm chậm đâu. Bao giờ là muốn là có là làm luôn, bản thân không ấy, cầm quỹ của nhà hảo tâm về là kể cả là nhiều việc, kể cả một lúc làm bao nhiêu công trình thì anh em cũng làm sao là bố trí được công việc, triển khai chỗ này triển khai chỗ kia. Đấy, tất nhiên thì anh Giang em cũng phải bảo anh Giang là chịu khó cố gắng, mình bố trí công việc tốt một chút thì gia đình mình sẽ làm nhanh hơn. Chứ còn để mà em ngày nào cũng lên thì không có lên được. Nhưng hôm nay hôm qua em không lên được, hôm nay em lên em xem thông tin lại. Và cái này thì anh Giang anh đem về cho Khâm xem. Thực tế là xác minh với cô bác anh chị thì là một con số là 30 triệu. Hy vọng là tới nay xong nhà thì cái số tiền có dư ra anh em chi trả cái việc đỡ đau đầu đi. Nợ đau đầu lắm, ngủ cũng không ngon, rồi đến tháng là tiền lãi, mặc dù nó là nhỏ thôi. Nhớ nhiều bác thì 30 triệu có thể là rất nhỏ, đối với A Giang thì nó là một cái gì đó gánh nặng luôn. Cái ngôi nhà được như vậy bây giờ là tiến tới là ở và lao động kiếm tiền thôi. Cái này cất đi rồi. Hôm nọ quay cái câu chuyện hôm nọ lên, cũng có bác còn muốn bữa nào Khâm đi xem thực tế cái hoàn
cái ngôi nhà thế nào. Mình làm cái nhà này là anh trai không hề hộ tí nào? Không, không hộ. Không hộ. Anh như nhiều con cháu không? Dạ, nó. Dạ. Dạ, con cháu rồi. Ừ. Hay được con trai nữa. Ừ. Với lại thì là có những cái bất hòa từ trước đây rồi. Cũng có bác tò mò, dù là với mọi người là video ghi hình lên thì cũng có khá khá nhiều bác là tò mò muốn hỏi thăm. Thì tới này không là có rảnh thôi, rảnh thì anh em mình vào ngó nghiêng thôi. Một lần thì là có thể là cảm ơn đến lại người anh trai của anh chẳng hạn, là cho ở nhờ. Ở nhờ thì anh ấy đi làm Bình Dương xa xa rồi ạ. Còn không thì là cũng không biết là ở ở đâu tạm ấy. Chuyển lên trên tầng ở tạm cũng được. Dạ, trên tầng tạm được. Nhưng mà bây giờ thì bây giờ là cả hai vợ chồng vẫn đang ngủ chứ. Vẫn ngủ. Mỗi các con ở bên kia thôi chứ. Vâng. Vẫn có mái các thứ ổn hết rồi. Có mái ổn hết rồi. Tạm tạm như này thôi. Vâng. Gạch thì lên rồi. Tuy nhiên thì chưa có bột đá. Có là khả năng là cũng xây tung tắc được. Gia đình xây nhưng mà bột không đủ. Ừ. Một là xây thì vướng. Anh định thiết kế kiểu gì đấy? Nè. Ừ. Làm có nóc nhà đấy. Hả? Đấy, anh phải xây có nóc nhà như cái nhà to này. Xây có nóc nhà? Vâng. Nhà to. Nóc kiểu gì? Nóc kiểu này. Mái như thế này à? Mái kiểu này. Thấp thôi. Nhưng mà xây đến đâu thì bằng khẩu? Đến đây. Đến lỗ giáo là bằng khẩu. Lại xây nóc lên tiếp? Không, không có. Nóc thì bằng cái lỗ giáo. Nóc bằng cái lỗ giáo. Có thấp quá không? Không, không thấp. Cái này thì em cho anh tự quyết định thôi mà. Mà bằng dưới này là chỉ bằng thế này. Hả? Thì đổ với tông bằng này nó. Cửa đâu? Cửa ngay đây. Cái cửa để đây. Để một cái cửa phụ nữa chứ. Để một cái cửa này. Cửa này. Để ở đằng trước này à? Vừa đằng trước này. Nghĩa là mình đi vòng qua đây thì đây là một cái cánh cửa đúng không? Vâng. Tết cháu về thì chai rượu xì mà cháu cho đường đi. À cho vâng, cho nó một chai rượu vâng. Để xin nó một cái đoạn đường đi đúng không? Vâng. Đi kiểu gì? Đi thẳng. Đi, kiểu gì? Đi thẳng. Ơ dạ? Đi thẳng kiểu này. Đi thẳng kiểu này, vâng, ra đường. Vâng. Thẳng lên chỗ đất kia hay là thẳng đi này? Thẳng lên cái mấy cây cỏ này. Anh xà, vâng. Thế thì tương đối là nhiều đất đấy. Vâng. Nó có cho không? Chắc chắn cho. Chắc chắn cho. Đất đấy thì nó cho. Ừ. Về ở đâu cũng thế mà. Cái này mình chủ động thôi nhé. Vâng. Em thì em phụ với lại cô Thanh giúp anh cái nhà như thế thôi. Vâng. Còn đường đi lối lại thì bằng cái quan hệ của anh thì anh tự xử lý thôi. Cái 1 mét là đủ. 1 mét đi thôi. 1 mét đi. 1 mét là rất dài. Đấy, trước đây thì gia đình nó không rồi. Có xe cộ, không mọi thứ thì đi qua cái đường bộ dưới này các bác. Đấy. Đi qua đường bộ dưới kia lên thôi. Ở dưới này có cái đường chính là đi đường bộ lên này. Thực ra bên trên kia cũng có đường xuống nhưng mà ở đây mọi người thấy dốc dốc như này thì là kể mà đi đường này anh vẫn đi thôi. Vâng. Nhưng mà là nếu mà tương lai anh có điều kiện anh mua cái xe cộ chẳng hạn. Vâng. Thì xe cộ đi từ trên kia xuống nó dốc quá. Dốc quá vâng. Mà sửa đi được không? Sửa đi là chắc vẫn được. Sửa chắc vẫn được nhưng mà hơi dốc. Vâng, dốc thì... Trường hợp nếu mà cháu nó cũng không cho thì vẫn có cái lối để đi đây. Vâng. Nhưng mà chắc là nó cho thôi đúng không? Nó cho nó trước mình thằng hỏi nó bảo là nhưng mà chú sửa về nhà thì cháu cho luôn. Ừ. Vâng. Thế thì tốt quá. Tôi, vâng. Đây à, lối từ đây đi thẳng à? Lối từ đây đi thẳng lên trên này. Vâng, thẳng trên. Bà con nó phải thế chứ, vâng. Anh em nó phải thế. Vâng. Xin là cho vâng. Và phải hòa thuận với nhau. Vâng. Cho vâng. Bao nhiêu thì mình lấy bao vâng. Nhiêu. Vâng. Miễn sao là có cái đường đi tới này, anh đi làm anh kiếm tiền được anh mua cái xe máy đi chẳng hạn. Thôi dễ để dễ. Ừ? 1 mét. Xin 1 mét, để ừ. Rộng. Đây là mấy bữa nay là còn thấy rắn về đây không? Hôm nọ con rắn bay vì sợ quá. Giờ mọi người thì là ở đây là rừng núi không tránh được việc rắn, việc rết. Đặc biệt là các con anh ấy, à. Chú ý nó một tí, nó à. Chơi ở đây nguy hiểm. À. Các bác gọi điện cho Khâm mà là bà Giang trồng xả, biết xả không? Xả không biết. Xả, cây xả ấy. Cây xả không biết. Không biết cây xả. Vâng, cây xả. Biết nhưng mà có lẽ thì là ê, đậu, cho xem trên mạng luôn. Có lẽ là anh không biết tên. Vâng. Xem cây xả nhé. Để cho A Giàng mang về trồng. Các bác bảo A Giàng mang
cây kia về trồng thì mới không sợ rắn. Cây xả kiểu này này, đây này, cái này chả biết à. Hả, đúng không? À, cái này mình có mà. Đây, nó là cây xả đấy. Ừ, cái này mình biết, mình có. Mang về trồng quanh nhà đây này, đây này. Chỗ nhà anh có một cây. Đây, thế mà bảo không biết. Đây này, cái này này, biết được à? Ừ, biết. Đây này, trồng xung quanh ở đây này. Xung quanh ở đây. Đấy. Cái này thì nó thật sự thì không biết là có như đồn đoán như những gì các cụ chia sẻ lại, không là rắn thì sợ xả, rắn thì nó không về, tuy nhiên thì vẫn có những con rắn thì nó thích nghi, đặc biệt là rắn lục, nó màu xanh, nó cũng không sợ cái mùi xả đâu, nhưng mà khá nhiều rắn thì nó là nó kiêng kỵ với xả. Không tự nhiên các cụ nói bài dân gian này cho mình đâu, chắc chắn phải có lý do. Thì đầu tiên thì là trồng vào thì nó sẽ là có thêm cây gia vị. Cái này cho luộc gà, luộc vịt ăn thơm mà, đúng không? Đấy, nấu xào gì đó cho vào tí thơm. Hai nữa thì là trồng quanh đây cho, như các bác nói là nó đuổi rắn các kiểu ấy cũng được. Ở đây một mình ở không tránh được việc là rắn là rết. Bề bờ có một tí kia thôi chắc không để đủ để làm cái gì cả. Thế không đủ rồi. Đỉnh tí không có việc làm cái móng này, móng ngoài này nhưng mà. Móng gì? Móng ngoài để xây mấy viên gạch 3-4 1-2 mét để giữ cái tường ngoài. Bề bẩn hết. Chỗ nào? Ngoài này bẩn hết. Đây nắng. Bè chỗ nào? Đây này. Đây, vào đây luôn. Này, cái tường là bẩn hết. Xây bè đây lại đúng không? Rồi, anh phải xây đến đây. Xây cao thế này. À, để bỏ đối tượng. Thế còn gạch không? Gạch thì gạch cũ đấy có, nhưng mà thì xem gạch mới, nếu mà nó lấy về thừa thì mình lấy mấy. Không thừa về. Đâu, nếu mà lấy thêm ấy thì em xem kinh phí em lấy về cho anh xây thôi, chứ còn mọi người ạ, cái này vấn đề này là không nói từ trước đó rồi. Nếu mà không làm ấy thì đất từng ngày nó chảy ở phía trên xuống này. Và chả mấy chốc nó lại đầy cái tường mình. Đấy, bữa trước thì anh còn phải cạo cái tường này ra này. Cạo cái tường này ra. Xây, nếu mà xây được một hàng gạch đi. Xây cao bằng đấy à? Họ nợ mấy trăm viên đấy mà họ đi làm. À, họ nợ anh mấy trăm viên. Họ đi làm rồi, nhưng mà nếu mà xây ừ. Mưa về nó. Xây một hàng về. Rãnh mình làm ngoài. Rãnh mình làm ngoài. Làm một cái rãnh ngoài nữa đúng không? Thì đầu tiên là đất nó không chảy xuống nữa mọi người. Ở đây thì làm ở đây cũng hết sạch đất rồi. Đấy, vẫn dư ra được một tí làm cái rãnh nước, nhưng mà cái nước, cái đất này này nó theo năm tháng nó cứ chảy xuống nhà của anh này. Nhưng mà khu xây thì lúc đầy rồi. Ừ. Nó cứ đầy rồi. Mái thế này ổn rồi. Về mỗi xử lý cái chỗ này. Vâng. Mình không làm máng nước mưa, thế là mưa xuống rồi nó bắt đầu là nước xuống này. Đấy, hiện tại đang thấy cái dòng chảy ban đầu của nước mưa xuống như này này. Đúng rồi, xây một hàng gạch vào bảo vệ cái ngôi nhà của anh. Xây cao phải cao cái này. Ừ. Thế mưa về nó không bắn vào đây. Mưa về không bắn với đất, nó không lở vào đấy. Không biết là các bác khán giả xem có ý kiến gì góp ý cho Khâm không? Quả thật thì là rất là nhiều những cái ý kiến mọi người góp ý cho mỗi cái ngụt, cái ngôi nhà thì là một cái ý kiến đóng góp khác nhau. Từ là thiết kế, từ là phong thủy mọi thứ đến. Thưa mọi người thì có thể là mình xây nhà, mình làm một cái việc gì rất là quan niệm đến những cái phong thủy, đặc biệt là những bác lớn tuổi. Các bác đã trải qua một cái cuộc đời nhiều kinh nghiệm rồi, gian truân trong cuộc sống rồi, thì mọi người mới góp cho cháu Khâm và để cháu Khâm làm tốt cho các hoàn cảnh. Và cháu Khâm thì là tuổi còn nhỏ, còn trẻ để mà nắm bắt được hết những cái kinh nghiệm như thế. Đấy, vì vậy mà các bác góp ý cho thì cháu Khâm rất là cảm ơn. Và một phần thì những cái góp ý của mọi người, nếu mà anh em mình không khắc phục được thì cũng mong các bác thông cảm thôi. Đối với các bà con ở trên này thì có được một cái ngôi nhà sinh hoạt sống tiện nghi thì là rất là tuyệt vời rồi.
họ không mong mỏi cái gì và họ cũng không biết gì về phong thủy, cũng không biết gì về thiết kế nhà ở, miễn sao là có một cái nhà che nắng che mưa cho vợ con ở để mà có thể đi kiếm tiền. Đấy. Thực ra thì là quan niệm mỗi người một khác thôi, theo tôi nghĩ thì là phong thủy như các bác nói thì cũng không sai đâu, nhưng mà đối với nhiều người, ví dụ như bà con trên này thì người ta cũng không biết cái gì. Thôi nếu mà không biết thì cứ cho hẳn không biết đi, và cuộc sống miễn sao là có nhà ở thoải mái, tiện nghi, an toàn để mà là có thể là mưu sinh và có thể an cư lập nghiệp ấy là được rồi, chứ còn để mà nắm quá nhiều phong thủy đối với bà con trên này thì đói mọi người ạ. Không phủ nhận đi cái vai trò mà các bác góp ý cho là phong thủy thế này là tốt, phong thủy thế này là chưa tốt cả. Đấy, cái đó là anh em mình ghi nhận và Khâm sẽ học hỏi lưu tâm trong đầu, biết đâu là những công trình khác thì Khâm sẽ áp dụng cho bà con tốt hơn. Còn những cái mà anh em không khắc phục được, thưa với mọi người là cũng không mất đi cái gì có hoàn cảnh đâu. Đấy, các bác thì sợ tương lai là hoàn cảnh thế này thế kia xấu, nhưng mà thú thật là so với lại cái cuộc sống ban đầu thì các bác thấy không, dụ như A Hòa, dụ như A Mỉ, so với ngôi nhà ban đầu thì ra cái gì đâu, rất là sập sệ. Sợ nó sập là nó đi bao nhiêu mạng người. Đấy, bây giờ có ngôi nhà mới thì các bác có thể thấy là một vài cái phong thủy nó chưa tốt rồi. Đấy, Khâm góp ý một tí bởi vì vừa rồi Khâm vừa nhận được một cuộc gọi một bà khán giả. Đấy, cũng rất là quan tâm đến cháu Khâm thì góp ý cho Khâm về cái phong thủy của nhà của A Mỉ. Đấy, là anh em mình có một vài phần ở phần nhà bếp ấy, thì chưa được hợp lý lắm thì là phải khắc phục ngay. Thì quả thật là bây giờ anh em mình làm chín chú hết rồi. Đấy, nếu mà anh em mà bà không góp ý thì quả thật là Khâm cũng không biết. Và các hoàn cảnh thì khẳng định luôn thì Khâm cũng không có chia sẻ lại cái này với hoàn cảnh đâu, bởi vì họ ở đây thì cái tri thức của anh em là học ít hơn một chút so với anh em mình, chỉ gọi là biết tiếng kinh. Mình bản thân Khâm đi thì Khâm muốn là nói tốt cho các hoàn cảnh, có hoàn cảnh suy nghĩ tích cực lên. Cái suy nghĩ của mình rất quan trọng, nếu mà mình nghĩ xấu thì những cái hành động đi theo nó cũng là không được tốt, và thành ra cuộc sống thì cũng không thịnh vượng lên được. Đấy, suy nghĩ tích cực thì sẽ hành động tích cực và sẽ có những cái kết quả tích cực, thì anh em mình bao giờ là cũng truyền tải những cái tích cực cho tôi, chứ không thể xây ra ngôi nhà lại bảo là một bác khán giả bảo cái phần này nó phong thủy không tốt thì nhà anh sau này là gặp nạn hay là thế này thế kia xấu, thì tự nhiên trong đầu người ta hình thành cái lối suy nghĩ là thôi xong rồi, em cầm làm cho cái này là chết dở rồi. Đấy, cứ nghĩ như thế này liên tục thì là mất ngủ mất ăn, rồi là không làm việc, rồi là sợ hãi, thế là tự nhiên có cái kết quả nó xấu thôi. Nên là Khâm rất là cảm ơn những cái đóng góp mọi người về phong thủy, mọi người về thiết kế. Miễn sao thì là các cái hoàn cảnh có một cái cuộc sống cơ ngơi, nó tiện nghi, nó an toàn, nó đủ đầy thôi. Đấy, và Khâm cảm ơn những cái sự đóng góp của mọi người. Anh em mình không bao giờ phủ nhận đi cái đóng góp của các bác cả. Mỗi cái đóng góp của mọi người sẽ giúp anh em mình xây dựng cái kênh tốt hơn, xây dựng những cái ngôi nhà tương lai nó tốt hơn. Và có thể là anh em mình đã làm sai, các bác có thể trực tiếp gọi góp ý cho Khâm, như bà khán giả, bà gọi cho Khâm đấy, để mà cháu Khâm biết thôi. Mình cũng không nên là comment trực tiếp trên kênh làm cái gì, ví dụ như là người thân bạn bè hoặc là các cái hoàn cảnh trực tiếp người ta xem, người ta đọc được, tạo ra cho người ta cái suy nghĩ tiêu cực, thì cái vấn đề ấy anh em mình khá là đáng ngại. Thì rất là cảm ơn mọi người có những cái đóng góp rất là khéo cho cháu Khâm, em Khâm. Đấy, cô nhà của A Giang thì anh em sẽ tiếp tục cập nhật, không quá sốt ruột đâu nhá. Vâng. Lộ trình thì làm trong nay trong mai thôi. Có là cứ tiến hành làm nhanh thôi mà nhé. Đấy, bây giờ là dần dần về cuối cái ngôi nhà A Giang sắp xong rồi mọi người. Chân thành cảm ơn quý cô bác anh chị mọi người đã luôn luôn quan tâm và dành thời gian theo dõi. Cháu Khâm xin phép là tạm dừng video này tại đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác nhé.